Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em về một số phôi dao Damascus, phôi titan giới thiệu các bác nhé. Dao rừng, đồ bếp, đủ loại nhé. Súng hơi. Rồi đi nhanh vào từng món nhá. Đây thì có một số cái ép cam rất là mới nhá, còn đẹp nguyên luôn. Mã số G1 cái ép cam còn rất đẹp luôn. Bên trong bóng loáng luôn, gần như là mới. Đây có hãng Kiyo thì rồi một cái ép cam như thế này, mã số G1 250k. Mã số G2 một cái ép cam luôn, rất đẹp luôn. Simlex nhân 2 còn rất đẹp nha. Mã số G2 250k. Mã số G3 em một cặp phôi dao Damascus nha. Sót lại mấy cái phôi nhỏ thì các bác chê cháo thành dao quạt trái cây, rất là đẹp luôn. Này khi mình mài ra thì nó giống kiểu con dao của em đây nha. Đây em mài có vân này, mà cái này em sử dụng lâu rồi nên là vân nó mờ đi. 32 lớp thép rồi đó. Đây, cán cẩm đây, cái này sáng rất là lâu rồi, rất là sắc nha. À, đẹp. Về mình mài xong thì mình có thể là nhúng FECL3 cho nó lên vân. Con này chiều dài của nó khoảng gần 10 phân, phân bản 3 phân. Một cặp như thế này, mã số G3 90k. Các bác nào thời gian thư thả thì mình mài giũa chế cháo. Mã số G4 cũng một cặp luôn, con dao nhỏ dài này 12 cm, bản là 2,5 phân. Con này kiểu dáng nó cũng khá là lạ, dài 8 phân, bản 2,5 phân luôn. Cặp như thế này G4 90k luôn. G5 cũng một cặp nhỏ giống cặp G3 thôi. G5 90k. G6 cũng cặp tương tự nha. G6 90k. Dày khoảng hơn 2 ly nha, hơn 2 ly. G7 phôi dao thép mắc. Cái này thép không gỉ nha, thép không gỉ. Rất là sắc bén luôn. Thép nó cực cứng luôn. Dày 2,5 ly, dày 2,5 ly. Khá là dài. Dài 27,5 cm. Về mình có thể mài một mặt theo cái phân dao cũng được, mà bác nào muốn xài hai mặt thì mình mài hai mặt cũng được. Mình thép này nó tôi hết rồi, cái mài này nó sắc thôi, xài thôi, cực sắc luôn. Đã phải cán đẹp nó ok rồi, thép không gì. Mã số G7 160k một cây nha. G8 một phôi dao chưa hạ lưỡi nhé, này chưa hạ lưỡi, dài 17,5 cm, bản 4,5 phân. Là đẹp nhá, dài dày hơn 2 ly, 2 ly. Mã số G8 150k này tôi hết rồi nha. Mình có mài đi thôi, lưỡi mình mài cho nó sắc bén thôi. Cán cực dài luôn, phun luôn. Mã số G9
phôi dao tương tự, phôi dao tương tự nha. Mài lên là nó sáng nha các bác. Này thì còn đang nguyên bản. Đây, có chữ này, khắc chìm, rất là đẹp luôn. Chiều dài 21 cm, bản 4/3, dày 2 ly nha. Đây có lỗ sẵn đây này. G9 160k, G10 phôi dao titan siêu nhẹ nha, siêu nhẹ này, cực kỳ sắc luôn. Bác tra trên mạng thì cũng biết rồi, vôi con dao titan nhỏ nhỏ thôi, tầm 300-400 rồi, tầm dài như con này nó phải tầm 600-700 một con dao. Đây là một cái phôi về mình ráp cán tùy ý thôi. Chiều dài của nó 17,5 cm, bản 4/5, forever made in Japan, có hình con hổ này. Này mã số G10 150k, con này thì đầu nó bằng nha, đầu bằng. Dày khoảng 1,5 ly nha. Này khá là mỏng. Mã số G11. Cũng một cái phôi titan. Lưỡi hết rồi nha, mình về chỉ mài bén thôi. Sáng bóng luôn. Dài 16 cm. Bản 4/5, phân rưỡi không gì nhá, này nó không bị han gì đâu, sắc rất là lâu. Dòng dao titan này sắc rất là lâu nhá, mài một lần thôi, ít khi phải mài. Mã số G11 100k, G12 hôm nay thì em cũng bán một số video rồi. Chiều dài nó 17 cm, bản là 8/5. Nhìn nó thế thôi, tại vì bản nó rộng nên mình nhìn cảm thấy nó ngắn, nhưng thực ra con này cũng rất là dài rồi. Dài 17 là cái dòng dao như thế này là cũng khá dài luôn rồi. Bản to, băm thái chặt đều được, cái này không chặt được chắc bác. Chặt gà thì chặt chơi chơi vậy thôi. Chứ còn nó nhẹ nhá. Dao titan nó nhẹ mà. Dày 2 ly, hơn 2 ly nhá, hơn 2 ly. Không gì, hạ lưỡi sẵn rồi. Mã số G12 150k. Mã số G13. Một phôi dao titan luôn. Về mấy một phôi lạ. Đây giống kiểu D3 nha. Dài 16 cm. Bản 5/5, khá rộng luôn, mài một mặt nhé, mài một mặt. Mặt bên này nó mặt bên này mài vát nữa này, đó, hai mặt luôn. Nhưng mà nó mặt má bên này thì nó mài nhiều hơn. Đó. Sắc luôn. Mã số G13 110k. G14. Một phôi dao titan. Giả đá nha, giả đá rất đẹp luôn. Này chế làm dao quạt trái cây thì tuyệt vời rồi. Chiều dài của nó 10,5 cm, bản là 3/3, mài hai mặt nha. Một cặp như thế này 100k, 100k một cặp nha các bạn. Số G14 100k. Mã số G15 một phôi dao titan luôn, titanium viết in Japan, con hổ này. Con này thì chiều dài nó 22 cm, 22 cm, bản 4/2. Trước thì số bác hỏi cái mẫu dao này, cái này cũng bởi hết lô thì cũng chỉ có một con duy nhất thôi nha. Đó, còn con duy nhất. Mã số G15 150k. Mã số G16. Mã số G16 một phôi titan luôn. Này, khá là dài. Chiều dài 18 cm nha, 18. Bản 4/4,
một phần rưỡi nha. Mã số G16 110k. G17 có một phôi dao titan luôn. Chiều dài 17,5 cm. Bản 5 phân. Mình còn hổ này. Này lưỡi của nó thì ngoài này nó thêm cái răng cưa. Đầu ngoài răng cưa, còn bên trong thì mặt lưỡi. Bản khá là lớn. Mã số G17 150k. Mã số G18 dao giả đá. Lưỡi này người ta dính băng keo này. Cắt ra thôi. Là lưỡi răng cưa nhá, lưỡi răng cưa. Bạn nào không muốn xài răng cưa thì mình có thể mài nó đi. Mài đi là lưỡi thường. Chiều dài của nó là 16,5 cm. Bản cái răng cưa là 4. G18 100k. G19 này chiều dài của nó 18,5 cm. Bản 4 phân rưỡi. Đẹp luôn. G19 130k. G20 này một cặp dao xếp hàng đập luôn, giả đá, dày gần 3 ly nhé, dày gần 3 ly. Chiều dài lưỡi của nó là 7 phân, 7 phân rất là sắc nha. Này về các bác nào quen thì mình có thể chế làm dao gấp, dao xếp, chiết cành, chiết cây thì cực kỳ ok rồi. Mã số G20 150k một cặp nha. Đẹp luôn, sang trọng. G22 cái đầu xịt hơi cho product, có đồng hồ luôn. Đây là 1000 KPA. Vòi hơi thì nó không có nhé, không có vòi. Chấm vòi phụ thôi. Test hơi còn ok. Đồng hồ chạy nha. Mã số G22 150k. G23 một cặp cái cảo mình néo dây cho chắc, nhỏ thôi. Bắt nào chẳng trụ chẳng bạc gì đó mình có thể mình sử dụng. Này dài 24 cm, cặp nhỏ nhỏ. G23 160k cặp néo. G26 một cặp phôi Nakiri. Cái này dài 16 cm. Bản 5 phân. Nó đẹp như hạ lưỡi rồi, mình chỉ mài sắc bén thôi, bắp cán và xài. Một cặp như này, mã số G26 270k. Cán dao 50k một cái nhá. Khâu gỗ. Khâu gỗ thì nó tốt hơn khâu nhựa rất là nhiều nha các bác. Đẹp, chắc chắn. Đục nội sẵn rồi, mình chỉ có đáp vào gắn keo AB thôi, được rồi. Mã số G27. Cái cảo ba chấu nhá. Cảo ba chấu đúc liền này, khá là lớn luôn. Thì dài 18 cm. Phần chấu của nó hợp kim nha, rất là chắc chắn luôn. Liền còn nguyên chôm varium 125 mm. Nên là không biết là chiều rộng hay là như thế nào. Bản rộng 125 mm.
đây, cái số hiệu của nó đây, BP3J5. Rồi, một cái như thế này, mã số G27, 590k, chưa qua sử dụng nha. G28, một bộ lưỡi cưa 20 năm lưỡi nhá, lưỡi cưa sắt còn là mới nguyên luôn, chưa xài nhiều. Bác nào sử dụng thường xuyên thì mình làm một bộ thôi, sử dụng thoải mái. Chiều dài của nó 26 cm, 26 cm. Mã số G28, 100k, 100k một bộ nha. G29 còn là cái gì ta, dày nha, trong này dày 4 ly này, dần ra ngoài cũng còn khá đẹp luôn, dài 18 cm, bản 4 phân rưỡi. Đây thì mình mài lại lưỡi một chút, gắn thì mình gắn keo cho chắc thôi, cá nó cũng còn khá ok luôn. Đây có mộc này, G29, 230k, siêu dày luôn. G30, con dao 3 lớp thép, 3 lớp thép khâu ốp nhôm này, cán xuyên suốt luôn, hai chốt đây có chữ này, dài 16 và 17 cm, bản 4 phân rưỡi. G30, 160k. G31, một con 3 lớp thép rất là dày nha, có ốp luôn này, 3 chốt, dài 16,5 cm, bản 4 phân 2. Đấy, chữ này rất nhiều luôn. Ngoài 3 lớp thép này thì rất là sắc bén nhá, về mình mài sơ đi là được rồi. Này quả cai luôn này. G31, 160k. G32, dao bề ba nhỏ và trái cây, dài 10 cm, bản là 3 phân rưỡi. Này bác nào làm cá rô, làm cá nhỏ thì mình sáng rất hợp lý, mài hai mặt nhé, còn này mài hai mặt rất dễ sử dụng luôn, còn nguyên si luôn. G32, 100k. G33 là dao 3 lớp thép, dài 16,5 cm, bạt 4 phân rưỡi, cán nhựa khâu inox nha, quả cai, nõi thép không gỉ nha, nõi thép không gỉ, sắc bén mà không có bị han gỉ gì cả. Mã số G33, 190k. G34, dao lọc dao mộc, chiều dài của nó là 11 cm, bản 3 phân, dày 3 ly rưỡi nhé, cán xuyên suốt luôn, hai chốt đồng này, hai mặt chữ này. Mã số G34, 120k. G35, dao của Đức một hình người, Đức, dao Đức có hình ngôi nhà này, Gemini này, chiều dài của nó là 15 cm, bản 4 phân rưỡi. G35, 170k. G36, một con dao Đức một hình người khá dài nhá, dài 18 cm, dòng dao Đức thì nó khá dài, bản 4 phân rưỡi, còn rất đẹp luôn. G36, 160k. G37, con dao đi rừng rất là đẹp nha, chiều dài 19 cm, dài luôn, dao đi rừng thường dài 17-18 thôi, 19 luôn, bản 4 phân rưỡi, ngoài này 5 phân rưỡi, dày 7 ly nha. Đây có mộc này, cán có mộc này, dao còn khá là bóng luôn, mới. Mã số G37, 290k.
cán còn chắc chắn nha. G38 cái rìu bầu cổi lưỡi mỏng nha, lưỡi mỏng, một bên 4 gạch, một bên 3 gạch, đây có chữ này, chiều dài 17 cm, bản lưỡi 6,5 cm, còn vuông thành sắc cạnh luôn. G38 250k. G39 này chiều dài 17 cm, bản 4 phân, ngoài là 5 phân. Đây, đây có chữ này, còn khá đẹp nha, cán còn chắc chắn, dày 7,5 ly. G39 280k. G40 chiều dài 19 cm, bản 3 phân 7, ngoài này 4 phân, chữ rất đẹp luôn, dày 7 ly, gáy còn đẹp nha, cán chắc chắn. Mã số G40 270k, mài một mặt nha. G41 còn đây, con này chiều dài của nó 18 cm, ngang 4 phân, dày khoảng gần 3 ly nha. Đây, mặt lưỡi này mình có thể đào cũng được, chặt cũng được, hoặc nào đi phượt hoặc là đi câu đi đâu vừa dùng để đào để chặt đều được nha, khá hợp lý luôn, còn rất là mới luôn, cán còn chắc chắn. Mã số G41 180k. G42 một con dao đi rừng mài một mặt, dài 17 cm, bản 4 phân, ngoài 5 phân, đây có chữ này, rất nhiều luôn, dày 8 ly, khá đẹp. Mã G42 270k. G43 cái liềm, câu liềm rất là dày nhá, dày 5 ly, còn mới nguyên nhá, đây có mộc này, mài hai mặt, cán còn chắc chắn, em mác vẫn còn nguyên luôn, giật móc đều được. G43 150k. G44 một con bơm mỡ bò còn khá mới nha, đẹp luôn, này chưa có lau đi, còn cái bụi còn rất mới luôn này, size cực lớn luôn, cái ống này chắc cũng phải đường kính khoảng 6 phân, siêu lớn luôn, dài 32 cm, bác nào là máy cẩu ô tô thì mình xài nó hợp lý rồi. Mã số G44 300k. G45 là dao sắt thuốc cũng còn khá đẹp nha, lưỡi còn nguyên nha, về mình mài sơ lại lưỡi là được rồi, vuông vắn nha. G45 450k. Đấy, cực sắc luôn, lưỡi của nó dưới này là dày 2,5 ly nhé, gần 3 ly. G46 cái kéo cắt cành trên cao, chiều dài 48 cm, lưỡi rất là lớn luôn, đây có nó dày khoảng tầm 4 ly nha, cắt cành to cũng được luôn, cực khỏe, lưỡi không hề bị ga mẻ gì, có trợ lực luôn này. Mã số G46 230k, cán nhôm quả mát nha. G47 cũng một cây kéo cắt cành trên cao, có trợ lực, lưỡi còn nguyên nha, đây có răng chống trượt này, lưỡi dày khoảng 3 ly, tem mác vẫn còn, điều cái cán này thì nó bị óp phần dưới này nha, nhưng mà vẫn còn rất là chắc chắn nha, khá cứng luôn các bác. Đấy,
số G47 250k, tay cầm cao su này. Này dài khoảng 70 cm, gần 80 cm, G47 250k. G48 cây xẻng nhỏ, xẻng nhỏ cũng còn khá đẹp. Cán này nó bị hư cái đầu này rồi, để các bạn có thể thay cán mới hoặc mình sửa lại một chút. Dài 23 cm, ngang 17 cm. Cái dòng xẻng của Nhật thì cái phần này của nó làm khá chắc chắn nhá, rất ít khi mà bị rẽ, bị nứt, xài chỉ có mòn lưỡi đi thôi. Và một cây xẻng nhỏ như này, G48 150k. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình, xem kỹ video trước khi lựa chọn nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.